Bây giờ thì mình phải đi học nhưng mà mình không có xe, thế nên là phải nhờ bạn của mình chở mình đi học. Nên là bây giờ mình sẽ chuẩn bị đi học trước, sau đó thì mình sẽ về và pack lớp đồ của mọi người nhé. Chả hành răng này, ăn chuẩn nắng, sữa, nước nhỏ lên. Và chắc là mình sẽ mang theo hai cái chai nước hoa này, tại vì một chai là mùi mát mát, một chai là mùi ngọt. Drivers don't show like this. Mình đi hai xe, một xe của mình cả xe của Chloe đang được xong. Lái xe từ nhà mình lên tới San Francisco sẽ mất khoảng tầm 6 tiếng rưỡi cho đến 7 tiếng tùy vào tình hình giao thông. Và bạn của mình thì sẽ lái một phát thẳng từ nhà mình đến đấy luôn, thế nên là cũng không cần phải đổi lái. Tại vì nó cũng khá là thích lái xe ấy mọi người. Nghe đến đây về bạn của mình đi vệ sinh. Can I have a passport? Thank you. Yay. Và cứ lái khoảng tầm 2 đến 3 tiếng thì chúng mình sẽ dừng chân một lần. Đến lúc này thì đã đến giờ ăn tối rồi, thế nên là chúng mình đã quyết định dừng chân ở một cái trạm nghỉ này để có thể ăn. Bọn mình thì đang thèm ăn burger nên là chúng mình đã đi vào In-N-Out để có một bữa tối rất là ngon luôn. How much? $5. Good service. I give you 4 stars. Thank you very much. No. Và tại vì chúng mình dừng chân và nghỉ hơi lâu thì nên là lúc lên đến nơi đã cũng tầm khoảng 12 giờ và 1 giờ sáng rồi. Thế nên là chúng mình đã check in vào cái Airbnb này, sau đó thì chuẩn bị để đi ngủ. No. Are they here? Oh, it's one story. One story. Wow. View nhà mình buổi sáng. Hello mọi người, mình vừa mới ngủ dậy xong và bây giờ chuẩn bị đi ăn sáng. Okay, let's go. Hôm nay bọn mình đi ăn đồ Myanmar. Đây là cái món ăn năm mới của người Myanmar. Đã về đến nhà. View của nhà bọn mình buổi sáng nhìn hơi bị đẹp luôn. Nhìn kiểu vườn Nhật ấy nhỉ. Yeah. Wow, that's so cute. Mọi người có thể nhìn ra được ngoài cửa luôn. Và mình nghĩ là sunset ở đây cũng sẽ xinh. Xong. Đây sẽ là bộ đồ mình hôm nay. Và vì cái tốt mà chúng mình đi chơi lại đúng vào tuần lễ phục sinh, thế nên là hôm nay có một cái lễ rất quan trọng mà mình phải đi ở nhà thờ. Bạn bè của mình thì cũng đã đưa mình đến nhà thờ và đi lễ cùng mình luôn. Sau khi đi lễ xong rồi thì mình đi qua đó một người bạn của mình ở San Francisco để có thể lên đường đi chơi tiếp. Và địa điểm đầu tiên mà chúng mình muốn ghé đến đó chính là cái cầu Golden Gate Bridge này. Đây thì là một địa điểm rất là nổi tiếng ở San Francisco mà mình nghĩ là nếu mà ai đến thì cũng sẽ phải đi qua. Hello, mình vừa mới đến đây. Đây là cái cầu ở đằng sau này nè. Sau khi mà dừng lại chụp ảnh khoảng một chút thì chúng mình lại đi qua tiếp cái Golden Gate Park ở ngay gần đấy. Và ở đây thì có cho thuê thuyền nhưng mà lúc mà mình đến thì đã hơi muộn, thế nên là người ta cũng đã đóng cửa rồi, nên là có hơi tiếc.
chúng mình phải đi H Mart để đi mua đồ ăn. Chị Hiền đâu rồi? Ở đây. Sau đó thì chúng mình quyết định đi chợ tại vì tối nay sẽ có một cái bữa tiệc pool party ở nhà mình và mình cần phải đi chợ để mua thêm đồ ăn. Đi chợ xong xuôi rồi thì chúng mình đã quyết định đi về nhà để có thể chuẩn bị mọi thứ cho bữa tiệc tối nay. Trước khi mà bạn bè mình qua thì chúng mình cũng đã có thời gian để ngồi chụp ảnh. Đây sẽ là outfit đi thử rượu của mình. Hôm nay thì chúng mình có hẹn đi thử rượu ở một chỗ mà cách nhà mình khoảng 1 tiếng lái xe. Và vì bạn của bạn mình có quen anh chủ ở chỗ này thế nên là đã quyết định dẫn chúng mình đi. Và may mắn là hôm nay trời nắng rất là đẹp và mát. Hello, bây giờ bọn mình sẽ đi mua đồ ăn trước. Bọn mình quyết định dừng chân ở Starbucks và mua một chút đồ ăn vặt để mang lên trên chỗ thử rượu, có thể ngồi nhâm nhi. Có thể mọi người sẽ thấy lạ tại sao đi thử rượu lại uống Starbucks, nhưng mà tại vì lúc ấy chúng mình rất là khác rồi. Chưa thấy nhất Australia em thấy đẹp rồi, nhưng ngoài này còn đẹp hơn nhiều. Hay là last time. We're not sure off the bed. And then this is a proprietary blend. This is our biggest wine that we have. Here's Hannah. Hey, in Canada là đúng rồi, chắc chắn. Đúng không? Mua rượu nhưng mà uống Starbucks. Đi xuống hồ ngồi. Ngồi bên này. Bàn nào cũng được. Anh nói. Và sau đó thì chúng mình đã ra cái hồ này để ngồi hóng gió, ngắm cảnh và chụp ảnh một chút trước khi mà quyết định đi về. Tại vì thật sự là cảnh ở đấy rất là đẹp nên là bọn mình cũng chỉ muốn ngồi ở đấy cả ngày thôi ấy. Nhưng mà trước khi trên đường về thì chúng mình ghé qua một cái ngôi làng này ở gần đấy và đi dạo vài vòng shopping. Mình đang ở cái chỗ thị trấn này, Nampa. Tôi phải thay đôi dép. Mình đi dạo xung quanh cái chỗ này. Đúng circle hả? Cổ và thực sự thì khung cảnh ở xung quanh đây rất là đẹp luôn. Thế nên là chúng mình cứ đi bộ mãi và đi vào nhiều cửa hàng khác nhau để xem, tại vì ở đây bán rất là nhiều đồ hay. Bàn tay mình có nhiều màu. Đây có rất là nhiều quán ăn. Xung quanh này khô đẹp quá mọi người. Sau khi đi một vài vòng rồi thì chúng mình đã quyết định đi về nhà, tại vì lúc đấy cũng sắp sửa chiều tối và chúng mình cũng muốn về nhà để chơi thêm ở nhà một chút khi mà trời còn sáng. Sau đó thì tối nay thì chúng mình cũng đã có hẹn đi ăn nên là chúng mình đã tranh thủ về nhà để có thể tận hưởng nốt khoảnh khắc mặt trời lặn ở nhà. Thank you.
tưởng là đối phương chứ. Đây là quái vật hồ Loch Ness. Đây là cái khách sạn mà mình lấy đâu rồi, chuyện đã từng gặp. Why are you laughing at me? Sau khi ăn xong thì bạn mình nó cũng chưa muốn về, thế nên là chúng mình đã quyết định đi dạo quanh thành phố một chút để ngắm cảnh đêm. Và bọn mình thì đã tìm được một cái viewpoint này rất là đẹp, có thể nhìn được xuống toàn cảnh của San Francisco luôn. Về đến nhà rồi thì chúng nó lại muốn xem phim ma, thế nên là chúng mình đã ăn khuya mọi người ạ. Thì bây giờ mình sẽ lái xe về nhà trước. Tàu của bọn mình thì cách đây có 8 phút thôi, khá là gần. Nên là bây giờ chúng mình sẽ về nhà của mình ạ. Sau khi mà dọn đồ và check out xong xuôi rồi thì chúng mình đã quyết định đi ăn trưa. Và bạn mình thì lại muốn ăn đồ ở Myanmar, thế nên là mình đã quay lại cái quán Taste of Burma mà bọn mình đã ăn từ ngày đầu tiên. Ăn uống xong xuôi rồi thì chúng mình lại quyết định đi thêm một vòng San Francisco nữa, tại vì chúng mình vẫn chưa muốn về luôn. Thế nên là chúng mình lại đi một vòng thành phố để ngắm cảnh, đặc biệt là đi qua những cái dốc rất là nổi tiếng này ở San Fran. Và sau đó thì chúng mình đã quyết định đi ra cả để có thể đi thuyền để tham quan thành phố. Và trước khi mà chúng mình lên tiền thì chúng mình đã đi vào cái chỗ đồ lưu niệm này để có thể mua thêm một chút đồ, tại vì lúc này quá gió và quá lạnh luôn đấy mọi người ạ. Áo thổ cẩm mới xinh. Ồ, hình nước mẹ này mày. Hình nước mẹ này. Ê, có cái này nhìn cô ta kia này. Mọi người đang hành trên tàu. Một trong này hả? Ê, còn một tầng nữa mà. Lên tầng nữa đi mà. Không rét lắm. Thank you.
cậu giáo đi. Mình đang dừng ở McDonald's và chỗ đổ xăng. Để đổ xăng ngon là gần hết xăng. Cô gái dân tộc. Đây là McDonald's dưới trời sunset màu hồng khá là xinh. Thôi, còn thế này thôi cho nó đỡ béo. Nhìn nó cũng chán như nhau bạn ạ. Cơm muỗng đấm bây giờ. Ok. Can I drink this? Oh, that's for the hot pot. Oh.